Vâng, và Amley Lukman 80V đã có hàng nha các bác. Đấy, một con về trong ngày hôm nay. Đẹp keng luôn nha. Ok, là xuất sắc. Các bác chơi những dòng loa JBL hay là chơi dòng loa Boxell, cần một con Amley âm sắc hay thì Lukman 80V. Và bên em có cả 85V luôn nha. Các bác có thể tham khảo 85V, đắt hơn con này 1 triệu nha. 80V, chạy 4 con sọ sắc nét đỏ đen, thiết kế sang trọng, tiếng hay, phối ghép được rất là nhiều dòng loa trên thị trường, như dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp. Nếu các bác có JBL thì đừng bỏ quên những dòng này. Dòng này mà các bác đánh JBL nghe nhạc 75 nhạc vàng tuyệt vời luôn nha. Nó cái thời kỳ năm 7X này các bác, tiếng nó được cực kỳ chắc luôn nha. Máy rất xuất sắc luôn, 200 loa AB A cộng B, trở kháng là 4-16 ohm, rộng điện 100V. Con này series là 6178 nha. Đây, 6178 này các bác. Công suất là 200W, các bác vô tư các bác chơi những dòng loa bass 30 đô lại nha. Nó chơi tất cả những dòng mà những cặp loa Eden á, tăng noise 340 quanh rất là hay nha các bác. Lúc em có cặp loa Eden em đã ghép với con 80V này. Quanh ngọt và đẹp trưng cái dòng 80V này, cái tiếng nó hay rồi. Các bác mà thích tiếng lực hơn nữa thì các bác chơi bass 40 thì các bác lấy con 85V. Về công suất nó khủng hơn tí, nó 250W. Nhưng mà 200W thì mình các bác nghe nhạc ở gia đình thì những cái cặp loa nghe nhạc thì vô tư hết rồi. Đấy, rất xuất sắc luôn nha. Đẹp keng sao bên. Rồi sau đây mời các bác cùng xem bên trong là phía dưới sản phẩm này, không thay đồ mới nha. Đấy, ốc ác rồi bằng khe nguyên mộc. 22.500.000 nha các bác. Lukman L80V 22.500.000. Bán đặt chốt thì liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên, em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Và đây mời các bác cùng đi vào xem bên trong của con 80V. Sức xây của nó là 7 màu các bác, cực kỳ xuất sắc luôn. Đây là 4 con sò nét này, 20V là con một con đen một con đỏ này các bác. Đây con dưới đỏ trên đen nha. Đấy, đây cũng vậy nha. Sò nét đo đen, hai từ lục buộc tăng phô. Sắc xây là 7 màu, tất cả là vị mạch là sơn choan nha. Đấy, sạch xì hết nha. Đây về là em thổi bụi hết. Đấy, sắc xây là 7 màu này. Đây các bác xem, bộ mặt rất là đẹp. Mé là mé chất bãi về nha các bác, chất bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác có thể thấy được, mời các bác cùng xem. Nó điện 100V nha các bác, hai cầu loa, các bác chơi cổng AB cộng nha. Nội bác nào mình sưu tầm và chốt con 80V này để về nghi nhà phục vụ giải trí gia đình, phối ghép với những dòng loa Âu Mỹ Nhật thì việc đánh loa Mỹ tuyệt vời luôn. Giá là 22.500.000 nha các bác, nhưng con đổ em bớt 200.000, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên thì em ship hàng nha. Vâng, em xin chào tất cả các bác. Thì sau đây em giới thiệu các bác một loại là một dòng âm ly cực kỳ nổi tiếng của Lukman, đó là dòng chữ ký Lukman 68A. Thì đặc biệt em này nổi tiếng là nhờ nó chạy glass A và tiếng nó ngọt, gọi là anh em tưởng ví như là ngọt như mía lùi. Đó là Lukman chữ ký 68A. Con này về ngày hôm kia rất mới nha các bác, cực mới nha, thiếu mũi xốp thôi. Bác nào sưu tầm mà chơi với những lợp trăm Canturi hay là những dòng loa Mỹ cổ, những dòng loa Nhật cổ, châu Âu đều tốt nha các bác. Đánh tăng noi, đánh những dòng loa BBK, đặc biệt đánh JB thì quá tuyệt vời luôn nha. JB thì các bác chơi dòng bass 30 đô lại nha. Công suất con này là 280W, chạy 4 con khoét Hitachi. Đây các bác thay đồ mới, chạy mặt glass A, nghi càng lâu càng hay, mới tin nha các bác. Lukman chữ ký L68A là model hết số nha các bác. Nhưng dòng này thì các bác nghi hoài là không bao giờ mệt người, đặc trưng của dòng này rồi. Em về một em rất mới luôn nha, 22 năm nha các bác, giá là 22 năm, hàng sưu tầm nha, cực đẹp. Đây các bác thấy mặt tiền của nó này, phê chưa?
Nhưng con này các bác vừa nghi hay rồi nhá, trưng bày đẹp nữa, cổ điển. Ai bác nào chốt thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên nha. Đây là những con máy chắc bãi về, tuyển về, đấu mạng về nha bác, Yahoo về này. Đây là bốn cái núm chỉnh bát, biết bát chép này các bác. Bát chép phần dưới là dài tầng này. Còn đây là cái tăng bát chép này, ton này, đường tiếng hiệu vào này, AUX1, AUX2, phono tuner này, này cầu loa này, AB hay A kèm B này các bác, nút nguồn này, ba lăng này, trái phải này, volume tổng này các bác. Và đây là phía sau của Omly, có sẽ thấy đồ đẹp, dây nguồn nha, cái tăng phô nó lòi ra, đấy, tại vì dòng lớn, tăng phô lớn nên là không có thể thiết kế hết bên trong, người ta để lòi ra, nhìn rất là ngầu nha. Hay là hai trạm loa AB, A+B phía trên phía dưới nha các bác, trở kháng là 4-16 ohm nên là các bác thoải mái mình chờ tất cả dòng loa ở thị trường bây giờ. Series là 0461 280W 100V. Đây, nó trên class A nha các bác. Đây, tất cả rất mạ vàng nha. Mạ vàng. Rồi, em sẽ đi vào bên trong con máy luôn. Bác nào mình sưu tầm kho hậu Lukman chữ ký 68A. Một con ly lần danh của Lukman. Ở phân khúc này thì các bác có thể có sự lựa chọn như là L80V, L85V, L68A. Nhưng mà L68A thì nó ngọt ngào hơn rất là nhiều so với hai em kia. Và xin mời các bác ngắm luôn nha, ngắm từng chi tiết một của những cái sản phẩm này. Có thấy những ốc không? Vàng. Bác là mình sở hữu được con này cũng quá là tuyệt vời luôn nha. Gọi là quá may mắn nha bác. Không phải lúc nào cũng được những cái con mà nó đẹp như thế này nha. Em bác nào cứ lấy thì alo cho em nha. Mai tiếp tục hàng về thì có gì em sẽ thông báo cho các bác tiếp. Vâng, em mời các bác nha. Nói em nó số 1 thì không có ai là số 2 đâu các bác. Đây, mời các bác cùng xem đồ đẹp nha. Đây là bốn con sổ sách Hitachi Rika cực kỳ quý giá của dòng 68A và 58A. 58A thì vẫn chạy bốn con này luôn nha các bác. Nhưng 68A thì lên họ sẽ nâng cấp tụ và công suất lên, nguồn lên. Đây, các bác thấy đồ đẹp luôn nha. Đây là phần nguồn, hai cái tụ và phần nguồn, tụ nguồn. Rika nha bác, số phát Rika nha. Rồi, đi vào phía dưới luôn nha. Cực mới luôn nha, thấy độ đẹp của nó. Tại vì máy chạy class A nên là phải trang bị những linh kiện cao cấp nha, như linh kiện đỏ này các bác. Đây là những cầu chì bảo vệ nha. Phía dưới 7 màu. Thấy mặt không? Mới tinh luôn nha. Khó mà có đối thủ các bác. Ở hiện tại bây giờ khó có con 68A nào mà đẹp như con này. Rồi giờ em nó là số 1 rồi đấy. Rồi bác nào mình sưu tầm con này thì alo cho em. Nghi hay, vừa nó lại trưng bày đẹp nữa, cổ kính nữa. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Mời các bác cùng xem video tiếp theo. Đây là video em giới thiệu con Lukman, điện thoại chữ ký 68A.